Hôm nay mình sẽ test nhanh cái bộ lăn mới về nha các bạn. Bây giờ là chai nước suối đầy, nó khoảng là nửa ký hơn, khoảng 550 gram. Hai chai thì nó trọng lượng là 1,1 ký. Bình này là khoảng hơn 2 lít nha các bạn, khoảng 2 lít. Nó là mình cân nó 2 ký rồi đó. Chuẩn 2 ký. Còn cái cuối thì mình sẽ tải cái cục tạ 5 ký. Tạ của Alex thì chuẩn 5 ký luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ tải một chai nước tương đương với lại 550 gram. Lên rất nhẹ nhàng. Thì mình sẽ tải hai chai nước tương đương với lại 1,1 ký. Là mình đang test với trực tiếp là dây Megabara 1,5. Một ký mốt lên nhẹ nhàng nha các bạn. Dây Megabara 1,5 thì tải tới 13 ký lần, cho nên là mấy cái này tải vô tư. Bây giờ mình sẽ tải cái bình nước này là 2 ký để coi có lên được không nha. Nhẹ nhàng bạn ơi. Bây giờ mới là bài test mình đang hồi hộp nhất nè. Kiểm tra tạ. Hồi hộp lắm các bạn. Gãy cái là mất hơn chục ký gạo á. Gạo ngon tính 100 ngàn đi. Lên rồi nha các bạn, 5 ký. Thành công tới góc luôn các bạn ơi. Định của lăng thử.
tuyệt vời. Thì là bài test thành công rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi nha.